Thôi được rồi. Ai bẻ xước được là người đấy. Con. Nhìn thằng Thuyết này, nó cao to đen hôi này, để nó thử xem nào. Bẻ xong con. Chị nhìn thế này. Bẻ đi, không mà bẻ được. Đúng rồi. Mạnh lên. Đây. Sao? Đưa đây, nhìn chị này. Đấy, đến được chị bẻ nào. Bé đi. Ôi dồi ôi. Thôi. Không được đúng không ạ? Có bé được không? Chắc lắm à? Mấy con yếu quá. Nhìn bố bé này. Bố bé đi. Nhìn nhá. Đây, bố bé này. Bố có bảo là bé từng trước một đâu. Bố bảo là bé cả nắm thế này mà. Nhờ. Được rồi, hai con bình tĩnh. Bây giờ bố mới nói hai con nghe nhá. Bon Bon TV. Cái gì đấy? Cái gì? Cứ nhờ bé đây. Bé đây thì sao chứ? Ôi trời ơi, gì nhìn đến nó bắn quá. Này, cái gì? Này, đấy không chị cần. Gương. Không. Cầm cặp cho chị một tí thì có sao đâu. Nhưng mà em không thích cầm cặp cho chị. Suốt ngày soi gương, ngứa hết cả mắt. Người ta là con gái, người ta soi gương là chuyện bình thường. Thì người ta cũng là con gái, người ta mượn ra soi gương một tí. Ôi trời ơi, cái này. Mày có phải làm sao đây? Không. Người ta cười rồi đấy. Làm một không là không. Tính là hoa hậu à? Mặt thì như cái chậu được làm hoa hậu. Mai chị bảo bố mua cho chị cái bàn khác nhá. Ừ. Một mình chị một bàn. Ừ. Em mách bố là chị xích sang chỗ của em đây này. Chị kể là chị còn xích sang. Chị kể làm gì? Bây giờ em mà sang chị cũng đánh vào tay em luôn. Chị đánh em đi, em mách bố là. Nhớ nha. Đã hỏng rồi. Đi ăn kẹo rồi. Chị ăn không? Không. Bố bảo để dành đến tối mới được ăn cơ mà. Không. Chưa. Thế lát nữa chị mách bố. Chị mách bố thế này em cũng bị ăn đòn. Ui, nhiều kẹo lắm chị Thủy ơi. Đưa đây, chị đếm trước. Gian lận đi. Ừ, 8 cái rồi. 2, 3, 4, 5, 6. Sao có 7 cái? Bảo 8 cái cơ mà. Đâu rồi, 1 cái rồi, giấu đúng không? Không. Em giấu đúng không? Không, em đấm lộn đấy. Em 1, 7 cái rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. Có 7 cái rồi. Đây em chia cho. Chị là chị hay gian lận lắm. Đây nhá, giờ em chia. Em là em sẽ được phần nhiều hơn chị. Làm gì có cái chuyện đấy. Còn chị lớn chị phải được nhiều. Không, chị mới nhường em chứ. Không. Không. Đây đi, đến đây chia. Không. Em đến chia. Đến đây chia. Không, em chia. Rồi đấy, em chia đi. Nhưng mà phải chia đều đấy. Không, em phải được nhiều hơn của chị. Chia nhanh lên. Cho chị 3 cái, em 4 cái. Không. Không. Ô làm sao mà 3 cái được, phải 4 cái chứ. Em là em cơ mà. Không. Không. Của em. Chị chia. Thả ra chị chia cho. Chị chia đều. Của em cơ mà. Không, chị chia. Chị 1 cái này. Em 1 cái này. Chị 1 cái này. Em 1 cái này. Chị 1 cái này. Em 1 cái này. Còn cái này. Của em. Không. Em của chị. Em là em. Chị lớn hơn, chị phải được nhiều hơn. Của em. Chị mách bố, chị không biết đâu. Chị đi mà mách bố. Em là em phải được nhiều hơn. Quá quát vừa thôi. Anh chị giúp em. Không đưa. Chị không đồng ý đâu. Không, em là em. Không, em với em phải được nhiều hơn của chị chứ. Em buồn cười nhờ các con. Chỗ nào bảo em được nhiều nào. Đâu, đâu. Nhưng mà em là em cơ mà. Ồ, đảo quá. Hai con làm gì đây? Bố đi làm mới về à? Ôi, bây giờ có 7 cái kẹo mà em nó cứ đòi 4 cái, con được có 3 cái thôi. Nhưng mà em là
em mới được nhiều hơn chứ. Thôi các con trật tự đi, nghe bố nói này. Kẹo bố mua thì hai chị em nhường nhau mà ăn. Có cái kẹo mà hai con cũng tranh giành, ồn ào quá. Bố đi từ ngoài kia là chưa đến cổng rồi đã nghe tiếng hai chị em đang cãi nhau rồi. Đấy, thấy chưa? Thế còn ra hệ thống chị gì? Nói to hơn em ấy. Thôi thôi, thằng Thuyết nữa, trật tự đi. Đây này, bố mới trên tỉnh về, mua được con cá sấu này. Ủa, cái này con xem trên TV rồi, chơi hay lắm bố ạ. Thì đấy, bố mới mua. Bố phải xếp hàng mãi đấy, trời nắng nóng. Xếp hàng mãi mua. Thôi được rồi, chưa chơi ở đâu. Nào, bố định mua về cho chị, hai chị em chơi chung mà thấy đi. Bố thấy thế này thì không chơi chung được rồi. Thôi, bố để cho con đi, em nó còn nhỏ không biết chơi đâu bố ạ. Đấy đấy, bố biết ngay mà. Đúng thôi rồi. Chị buồn cười thế. Bố biết trước cả rồi. Đây đây đây, ở đây bố có bó đũa này. Hai con đứa nào mà bé đấy được bó đũa thì bố tặng luôn, cho luôn, mình đứa đó chơi được không? Thật à bố? Thì bố nói còn không thật à? Đây bố đưa con bé trước đi. Em bé trước. Chị ai bé trước nào? Em. Thôi được rồi. Ai bé trước được là người đấy. Con. Này cao to đen hôi này, để nó thử xem nào. Chị nhìn thế này. Bé đi, không đâu mà bé được. Đúng rồi, mạnh lên. Mạnh lên. Đây 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 đây. Sao sao? Đưa đây, nhìn chị này. Đấy, đến được chị bé nào. Bé đi. Bé đi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Thôi thôi thôi. Nào thế nào? Thôi 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 thôi. Có bé được không? Chắc lắm. Chắc lắm à? Mấy con. Yếu quá. Nhìn bố bé này. Bố bé đi. Nhìn nhá. Đây bố bé này. Bố có bảo là bé từ trước một đâu. Bố bảo là bé cả nắm thế này mà. Nhờ. Đúng rồi. Được rồi, hai con bình tĩnh. Bây giờ bố mới nói hai con nghe nhá. Bố thấy hai con suốt ngày cãi nhau thế, bố không yên tâm được. Con thấy không, khi chúng ta này lấy một chiếc đũa ta bẻ, nó rất là dễ dàng đấy, đúng không? Cũng giống như hai chị em, nếu hai chị em mà tách biệt ra suốt ngày cãi nhau như thế thì không bền mạnh được đấy. Các con thấy không, đũa một chiếc bố bẻ gãy, đưa cho các con cả nắm, các con bẻ không bao giờ gãy được. Bó đũa này tượng trưng cho hai đứa mà đoàn kết lại các con rất là mạnh, không bao giờ bị vấp ngã trước những sóng gió của cuộc đời. Các con có hiểu ý bố nói không? Con xin lỗi bố, từ nay con với chị sẽ không cãi nhau, không tính gần nhau nữa. Được rồi, hai con hiểu ra vấn đề là tốt rồi. Đấy, bố thì mua hai cá sấu này về cho hai chị em chơi chung. Mục đích của bố là để hai chị em hiểu ra, thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau lại. Đừng có suốt ngày cãi nhau nữa, không hay chút nào đâu các con ạ. Vâng, con xin lỗi bố, con biết rồi, từ nay con sẽ không như thế nữa. Được rồi, bây giờ hai chị em bảo nhau mà chơi nhá. Vâng. Bố sang hàng xóm làm tách nước chè. Bố đi rồi đi về bố ăn cơm nhá. Được rồi, hai chị em ở nhà chơi vui vẻ nhá. Vâng. Nhớ là không được bố. Cãi nhau đấy. Vâng. Bố đi đây. Vâng, con chào bố. Rồi để hai chị em mình chơi chung đi. Đúng rồi, cái này phải chơi chung mới vui. Em thấy chưa nha? Em ăn nhé. Đau quá. Nhìn chị này. Đấy. Đây này chị, đợi chị bỏ chỗ đây này. Đấy chỗ này không không có gì đâu, chỗ đây này. Không, đừng có xui dại chị. Được rồi, không sao hết. Em phải ấn rõ ràng vào như này, nó phải khập xuống. Không được chơi bẩn như chơi... thế đâu. Đấy. Đau quá. Chưa bị lần nào luôn. Đỏ thôi. Đấy. Phải có kỹ thuật. Đấy. Em nhìn nhé, chị nhìn này. Cháu nào là em đây. 3 lần thôi, không chơi nữa đi, nấu cơm đi. Chị nấu đi em kết nhà rồi nhá. Ừ, thôi chị nấu cơm em quét nhà nhá. Vâng. Bố sắp về rồi.
các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.